Vào ngày 17 tháng 1 vừa qua, Sở Cảnh sát quận Jeju, Incheon, Hàn Quốc nhận được tin báo một người đàn ông gọi là A, 46 tuổi, đã chết trong một căn hộ ở quận Jeju. Theo điều tra, A qua đời vào 2 ngày trước khi được một người dân địa phương tìm thấy. Trong điện thoại của A, người ta tìm thấy đoạn ghi chú gửi em trai có nội dung: "Em trai à, anh xin lỗi, anh không thể để con gái mình ra đi một mình. Không có con gái, anh không thể tiếp tục sống được nữa." Được biết, cái chết của A có liên quan đến con gái 8 tuổi của anh. Trước đó, đứa trẻ đã bị mẹ ruột, 44 tuổi, sát hại và người phụ nữ này đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Hiện tại, A và bé chia tay từ năm 2013 nhưng không làm thủ tục ly hôn. Từ đó, bé sinh con nhưng lại không báo cho chồng biết và còn từ chối làm giấy khai sinh cho đứa trẻ. Từ tháng 6 năm ngoái, cả hai mới chính thức ly thân. Vì vậy, A không thể đến trường học như các bạn đồng lứa, đồng thời sự tồn tại của bé cũng không được công nhận trên giấy tờ. Sự ra đi của con gái 8 tuổi khiến A đau buồn và liên tục tự trách bản thân. Trong khi đó, bé được cho là có trạng thái tâm lý bất ổn. Vì vấn đề ly hôn với A chưa được giải quyết nên cô không thể làm giấy khai sinh cho con gái 8 tuổi, đồng thời cũng không thể làm thủ tục nhập học cho đứa trẻ vào tháng 3 sắp tới. Vào ngày 8 tháng 1, bé đã bịt mũi miệng con gái 8 tuổi gọi là C đến chết trước khi sống với thi thể của đứa trẻ suốt một tuần liền. Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận. Thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng và nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Đến một ngày nọ, bà S mới gọi báo cảnh sát và tự thú qua điện thoại: "Tôi giết con gái rồi." Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phải phá cửa xông vào nhà. Tại đây, họ tìm thấy bé cùng với thi thể con gái nhỏ. Thời điểm đó, bé đang gom chăn mền và quần áo trải ra sàn nhà tắm, định châm lửa tự tử. Viện Khoa học Điều tra Quốc gia đã nhận nhiệm vụ khám tử thi của C để xác định nguyên nhân cái chết của đứa trẻ. Được biết, khi cơ quan chức năng tới nhà, B lặng yên không có phản ứng. Vì vậy, cảnh sát buộc phải dùng biện pháp mạnh để mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, người ta phát hiện B và cô bé A xấu số trong căn phòng. Ban đầu, bé khai nhận rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã giết con gái. Nhưng sau này, A đã đổi lời khai, thừa nhận giết con để giày vò chồng, khiến chồng phải chịu đau khổ vì đã rời bỏ vợ. Về phía A, anh làm nghề chuyển phát bưu điện khoảng 7-8 năm trước, mức lương cũng đủ để trang trải cuộc sống và chu cấp cho con gái. Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn từ 3-2 năm trước khi người đàn ông này chuyển sang làm nhân viên chuyển phát nhanh. Theo lời đồng nghiệp của A, anh là một ông bố yêu thương con gái hết mực, thường xuyên gọi điện video để trò chuyện với đứa trẻ. Thấy con gái 8 tuổi mà vẫn chưa được đến trường nên đã tìm mọi cách để con được đi học nhưng bất thành. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm được rất nhiều đoạn tin nhắn qua lại giữa A và bà F. Trong đó, bà F luôn yêu cầu chồng gửi chi phí sinh hoạt hàng tháng, thanh toán các hóa đơn điện, nước, ga, v.v. và cả tiền nhà nơi bà F đang sống cùng con gái được đăng ký dưới tên của A vào khoảng 10 năm trước. Vào ngày gây án, bà Hết đã bình tĩnh quay lại video con gái đang ăn mì gửi cho chồng xem. Một ngày trước đó, C đã khoe với bố ảnh chụp bài kiểm tra toán được 100 điểm và một tờ giấy A4 có nội dung: "Con yêu bố mẹ, chúng ta hãy cố lên nhé", kèm theo 10 trái tim do chính cô bé vẽ. Khi đó, A đã dành nhiều lời khen ngợi cho con gái. Không ngờ đó là lần cuối cùng được nhắn tin với đứa trẻ. Tang lễ của hai bố con anh C và bé A diễn ra trong lặng lẽ. Bé A thậm chí còn không có giấy chứng tử. Hiện tại, bé Hết đã bị bắt giữ và vụ án đang được điều tra.